cúng dường sư 1 triệu. Dạ, con xin chào sư. Dạ vâng, dạ, sư xin cảm ơn sư ông trí đạo. Tê phá vá tu sa phá miễn kỳ liêng ra khán tu sa phá tê vá ta. Sa phá bố thí nà phía vê nà sơ thía sâu thầy phá vãn tu tê phá vá tu sa. Phá miễn kỳ liêng ra khán tu sa phá tê vá ta. Sa phá thông mê nà phía vê nà sơ thía sâu thầy phá vãn tu tê phá vá tu sa. Chào quý cô chú anh chị, hôm nay mình đến gặp thầy nhỏ để có hòa thượng ở Sài Gòn gửi tiền cúng dường cho sư. Chào sư, hôm nay sư giết đất. Giết cát. Ý sư, cát này làm gì sư? Cát này hơi sáng mình đang mới tiêu á. Dạ. Nhưng mà mình vẫn lấy làm lại bình thường. Người ta thiêu ở trên này luôn hả sư? Đúng rồi. À, vậy là thiêu cái bữa mà người ta lấy cốt á hả sư? Dạ. Rồi người ta bỏ cát đây, mình lấy lại mình làm chuyện khác. Ồ, cái này cũng mấy khối á. Cái này chắc cũng ba khối quá sư. Dạ. 3-4 khối á. Dạ, sàn lại cho nó sạch. Nhỏ xíu mà còn chút cá. Đã ốm rồi. Hôm nay có một vị hòa thượng ở Sài Gòn á. Dạ. Gửi cúng dường cho sư 1 triệu. Dạ. Hồi nãy chú trò chuyện với sư cả luôn. Dạ. Nãy giờ nói chuyện với sư cả. Dạ. Bị đó, ở chùa nào nhé chú? Dạ, con không có hỏi chùa nào nữa. Ông nói ông ở Sài Gòn. Dạ. Ông hòa thượng rồi. Dạ. Lớn tuổi rồi. Ông để sư ông Trí, ông tên Trí. Dạ. Ở trên Zalo của vị đó là để sư ông Trí. Quá đầy rồi. Được rồi. Tí thử bạc anh chị ơi. Xe đó sư thon chắc đẩy không nổi quá. Thử rồi. Chúc để sư thon thử rồi. Sư cả dư với xe 5 chỗ ông kêu bán. Ông kêu bán mới nãy có hỏi ông nói bán 400 triệu. Tiền đâu mua. Ê, siêu. Quá nặng. À, hết nổi. Mà xe còn đẹp lắm. Dạ đẹp, xe còn đẹp, chạy mới có 81.000 cây. Dạ. Xe rộng ghê luôn, 5 chỗ bự ghê, tưởng 7 chỗ không. 5 chỗ hả? 5 chỗ. Kho kép vậy đó, kho kép. Dạ. Mấy xe đó bền lắm sư ơi. Dạ. Hồi đó sư kia có sư chùa Tức Phúc mà không phải là sư cả. Dạ. Sư kia chùa tại ổng có anh của ổng đi học bằng lái rồi muốn mua xe để mà chở khách đi đâu đó. Dạ, đi làm phước rồi ha. Dạ. Sư cả không bớt nữa, mua 350 nữa.
Dạ, trả 350 không bán. Nãy ông có nói, ông sư cả nó nói. Ông nói có ai mua chỉ, rồi bữa hổm có người ta mà chưa có được giá cho nên ông không bán. Mua mấy xe này là chắc ăn ha, không sợ bùa bọng hả? Dạ, mà chạy kỹ nữa. Đúng rồi. Đi đá xong vậy là rửa sạch. Dạ. Con chúc mua tại số coi chiều nay có trúng không vô mua. Mơ mộng hảo quyền. Giờ đi đâu? Đi sư hôm nay có một vị hòa thượng ở Sài Gòn. À, tên là sư ông Trí. Dạ, gửi cúng dường sư 1 triệu. Dạ, con xin chào sư. Dạ vâng, là sư xin cảm ơn sư ông Trí đã có lòng hảo tâm cũng như là cúng dường cho sư, giúp sư gặp nhiều may mắn, mọc sông lâu hai sắc đẹp, bao nhiêu bốn sức mạnh. Dạ. Và trước tiên thì sư xin cảm ơn và sau đó sư xin kể một câu chuyện về Đức Phật để cho nhân cũng như Phật tử cho cũng như mọi người người nghe. Cái câu chuyện này là có từ đây là chỉ quy là con vị đó nó xin quy y Phật á, tự một bài kinh lại như là phổ thân công đức cho chú ông. Dạ, sư ông sư ông Trí. Sư ông Trí dạ, để mà gặp nhiều may mắn. Dạ. Nam mô Tát Sa Phật Kêu Bát Táo Hoa A Ra Hát Táo Sa Ma Ha Sa Phun Tha Sa Nam mô Tát Sa Phật Kêu Bát Táo A Ra Hát Táo Sa Ma Ha Sa Phun Tha Sa Nam mô Tát Sa Phật Kêu Bát Táo A Ra Hát Táo Sa Ma Ha Sa Phun Tha Sa Ayu Vat Thế Cao Thân Vat Thế Cao Sa Ray Vat Thế Cao Yasa Vat Thế Cao Pala Vat Thế Cao Vana Vat Thế Cao Sau ca vọt thế cao hoàn tu sa pa ti tu ca ro ca phi diệt về rìa sau ca sa tu chụp pa ta vi anh ấy ca anh ta rải diệt về vinh nha san ta chết tế chết sa chỉ chết sa thì thanh niệm liệp phiền sau thấy phiền chẳng sau khiên bờ liền sẽ rải ai cho cha vẫn nào cho phù khiên vô thị cho gia sau qua sa ta vi sa cha do cha chỉ và sa thi phù vẫn tu tề phù hóa tu sa phù miệng cái liền ra khán tu sa pa ti Devata sa pa putthi anapya vai na sathya sau thai pa van tu te pa vatu sam pa meang ka liang ra khan tu sa pa devata sa pa thommaya anapya vai na sathya sau thai pa van tu te pa vatu sam pa meang ka liang ra khan tu sa pa devata sa pa sankhya anapya vai na sathya sau thai pa van tu te nya khatiya kamputa niang pa pakahani viya Ranam barata sana pia vay na hantwa te sang opa tia vay te atala tia sukhita varula ha putta sa sanay arogya sukhita hao ta saha sa pae hi nye te pinya ting lai tiang bura tiang satrai nu chol ba nao pru yao ba nao sikadai sau chol jamaran khanang praputta sa sana chol kum aoi mien rog aoi ba nao sikadai sau krong ti nye ting lai krop khania tho kư po ting lai buon praka kư ayu muay po sambol kai muay sikadai sau muay kum lang muay romen jamaran oh ka chia ninh don nye dai mien sikadai aon kai thwai băng công đa pria đa tân nạ trai chia pro kđai nâng niệm đai miên sĩ kđai cô rộp cao kđai đa bộ quả đai chia nẹ miên sĩ kđai chim nán đau côn miên xây lạc côn chia đông rư đai chim nán đau vây cư chạc prật thiê cha. Dạ, xong rồi. Dạ, và trước tiên thì sư xin như là mình xin phép tất cả mọi người cũng như là quý cô chú chị, nếu mà sư cô kể lại mọi chuyện đó mà như là có sự sai sót gì thì mong quý cô chú chị cũng như là Phật tử mình thông cảm cho sư với. Dạ. Trước tiên thì hồi xưa từ thời Đức Phật ổng còn như là còn tái thế á, là cô một vị phụ nữ thôi. Dạ. Họ rất là đẹp,
có mái tóc rất là đẹp. Yeah. Và họ như là sống nhờ vào cái mái tóc đó đó. Dạ, sống thường xuyên như là làm nhổ màu nhổ gì như là gọi là làm trong trong cái tiệm đó. Rồi sau đó thì cô như là cô người ta ganh ghét đố kỵ đó. Và họ pha trộn cái thuốc để mà cho rụng cái tóc hết trơn. Dạ. Pha trộn thuốc để rụng tóc, và sau khi mà pha trộn thuốc rụng tóc hết trơn thì phụ nữ này tại nó mắc cỡ nó không có tóc không có gì á, xấu xí, liền chạy vô trong núi. Chạy trong núi để mà như là cất giữ như là không muốn gặp tất cả mọi người á. Dạ. Sau khi ở trong núi được một thời gian thì họ xây một cái túp lều tranh và họ buôn bán như là mà buôn bán rượu, buôn bán đồ đạc gì đó. Dạ. Và sau đó thì có rất là nhiều người đến quán rượu của ổng để quán rượu của cô ta để mà ăn uống á. Sau đó thì cô người say rượu và đã ngủ ở trước nhà của cô ta, và cô ta đuổi mãi không đi. Và cô ta đã làm một cái điều ác, thứ nhất là lột cái quần áo đồ bộ của ông trai đó đó như là để mà giữ. Nhưng mà cô ta cũng có làm một cái phước là khi mà vị sư đang đi khất thực đó, là cô ta cũng có cầm một cái dù để mà che mưa che nắng cho sư đi suốt một khoảng đời, và cũng có cũng cúng dâng cái bát cháo bát cơm đó, để cúng dâng cho vị sư. Và sau khi mà cô ta mất đi á, cô ta đổ xuống cái địa ngục, sau mà hết địa ngục thì mới xuống thành một con ngạ quỷ ở trong rừng núi á. Và sau đó thì cô như là cô người đàn ông đi trong rừng để mà kiếm củi kiếm thuốc nam vậy á. Dạ. Và gặp và thấy và hỏi muốn biết câu chuyện của cô ta, và cô ta kể lại toàn bộ sự việc câu chuyện của cô ta cho người đàn ông đó biết. Dạ. Và sau đó cũng như là đàn ông đó hỏi là tại sao mà cô ta rất là đẹp mà tại sao không có như là đồ bộ như là y phục mặc gì đó, chỉ có lấy cái mái tóc che trước che sau gì đó. Dạ. Khi mà cô ta đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho chú đó nghe, và chú đó rất là tội nghiệp mà cũng muốn trong mình cũng có bộ đồ muốn cúng dường cô ta, mà cô ta không có nhận là như là giống mưa lửa gì đó, rất là nóng. Cô ta nói nếu mà chú muốn thương con, muốn cúng dường bộ đồ, muốn cúng dường y phục cho con, thì hãy đem cái bộ đồ này để cúng dường cho vị chư tăng, những người có giữ giới á. Dạ. Hoặc là vị Đức Phật á. À, sau đó thì Đức Phật ổng sẽ tụng kinh hồi hướng công đức này thì tôi sẽ được mặc vậy đó. Và sau đó ổng về tới nhà và ổng đã kể lại toàn bộ câu chuyện này cho gia đình của cô ta, mà cô ta đã mất, đã chạy trốn về nhà đó. Và nói là ở dưới cái ghế đó là cố cất giữ cái tiền bạc của cô ta. Cô ta đông nói là đem cái tiền đó chia ra làm hai phần, một phần là cho cha mẹ giữ, còn một phần nữa là cho làm phước làm gì để mà cúng dường cho cô ta để mà thoát khỏi cái cảnh gọi là địa ngục gì đó. Yeah. Dạ. À, sau đó thì mẹ như là sau khi biết chuyện con gái gì đó, khóc có nhiều và lấy cái tiền trong cái ghế đó ra và chia ra làm hai phần. Một phần là để cất giữ nuôi bản thân, còn một phần là làm phước báo để mà giúp cái con gái đó để mà được thoát khỏi cái gọi là ngạo quỷ á. Dạ. Để trở thành người bình thường. Sau khi mẹ lấy cái số tiền đó làm phước làm gì xong, cũng có mua đồ đạc, mua như là y phục hoặc là cơm để mà cúng dường cho Đức Phật xong, thì Đức Phật mới thuyết pháp xong thì cô ta đã thoát khỏi cái cảnh ngạo quỷ, trở thành tiên và được lên trên trời á. Dạ. Dạ. Nhờ. Dạ. Vậy là khi thí dụ như ông bà cha mẹ hay không biết, hay là người thân của mình gì mà bị mất ở xuống dưới địa ngục mà mình muốn cúng dường cái gì là phải nếu thí dụ như trong thế giới này địa ngục thì không có thể nào mà nhận cái đồ cúng dường của mình được đâu. Yeah. Chỉ có một cái cung vị, một cái
ngạo vị mình thôi có thể cung dường được. Bởi vì thức ăn của địa ngục chỉ có là lửa thôi và sự đau đớn. Còn thức ăn của ngạo vị thì chỉ có những người thân trong gia đình họ cung dường cho vị chư tăng, những người đắc đạo đó. Sau đó thì họ hồi hướng cái công đức đó thì họ mới được trở thành người, họ trở thành tiên. Còn động vật thì họ cũng không có thể nào nhận cái phúc báo của mình được nữa. Bởi vì thức ăn của động vật chính là như là thức ăn như là gạo lúa vậy đó, như là con chim gì đó. Thức ăn của nó là cái khác. Và con người cũng không có thể nhận phúc báo được nữa. Nhưng mà con người có thể làm phúc báo để mà chia cho ngạo vị được. Thí dụ như như mà con cái rồi cúng dường cho ông bà tổ tiên rồi kia đó, là muốn cho ông bà nhận là phải cúng dường cho chư tăng. Đúng rồi, như là con cái mình muốn, như muốn có hiếu thảo, muốn cúng dường cha mẹ, để mà cha mẹ thì phải trước tiên là phải cúng dường cho chư tăng. Nhưng mà theo như là gọi là theo kinh của Đức Phật hay là phải làm đúng ba điều lận. Thứ nhất là con phải là người cúng dường tự tay, mình làm, mình nấu nướng cúng dường cho sư luôn, chứ không có mời người khác hay là ai. Trước tiên là con cái là phải cúng dường tự tay cho vị sư. Thứ hai là vị sư là người dùng đó, là phải giữ giới và giới phải là sạch sẽ, không có bị gọi là hư tổn. Không có bị phạm giới nữa. Đúng rồi, không có bị phạm giới. Thứ ba là con ngạ quỷ đó hoặc là người thân đó, là phải biết gọi là anumotania, phải biết như là vui để mà gọi là như là mình phải biết sự nói tiếng gì khó anumotania có nghĩa là mình người thân là phải biết người thân mà người đã mất đó hen, là phải biết chấp nhận người đã nhận cái quả báo, nhận cái phước báo mà con cái người ta đã tạo ra. Phải biết chấp nhận nữa. Biết chấp nhận, biết vui tươi, biết đón nhận cái phúc báo mà con cái đã chia sẻ ra cho mình. Cũng như con cái nó muốn trả hiếu thì phải tự tay nấu ăn. Đúng rồi, nấu ăn cũng dường cho vị chư tăng. Và phải trước tiên khi mà con cái nấu ăn phải, con cái cũng phải giữ giới nữa. Giữ giới nữa. Khi nào mà cô giữ giới thì mới có thể cúng dường cái bát cháo, bát cơm đó rồi cúng dường cho vị chư tăng được. Mới có phước. Giữ giới thứ nhất là không sát sanh, chỉ giữ được đúng năm giới là được rồi. Không sát sanh, không ăn cắp, ăn trộm, không có tà dâm, không có nói dối, không có uống rượu bia. Vậy đó. Vậy là cúng dường là cho các vị chư tăng mới đúng rồi, mới tụng kinh hồi hướng. Dạ. Dạ, rồi cha mẹ mình mới nhận được. Đúng rồi. Dạ. Bài này người ta rút ra là con cái là phải biết hiếu thảo và cũng phải biết như là cố gắng làm phước để mà như là nhớ đến công ơn của cha mẹ lại đó. Chỉ có những vị chư tăng, những vị đắc đạo họ mới có thể hồi hướng công đức này cho những người đã mất được, còn không là không có được đâu. Nhưng mà phải làm đúng với luật nữa đó. Như qua cái câu chuyện của sư kể mới nãy là một vị cô gái đó. Đúng, cô gái. Là được, cũng như được cái người thân hay là người ngoài hết. Người thân giúp đỡ là tại cô gái đó là phạm cái tội là thứ nhất là buôn bán rượu đó. Là có tội trong cái năm giới á. Buôn bán rượu của không? Đúng rồi. Buôn bán rượu. Thứ hai là lầu cái quần áo của người ta ra đó. Và sau khi mình mất đi mình không có quần áo hết trơn, chỉ có mái tóc. Biết sao? Tại cô mái tóc nó, tại cô làm phước, cô cái dù che dù cho Đức Phật đó, cho vị chư tăng đó, mới nó có cái mái tóc đẹp nó che. Chẳng còn có cái có bảo tháp nó che chở nữa. Nhưng mà lột một cái là nó không có quần áo mặc gì đó. Bị vậy cái cô đó cởi quần áo của người kia đó. Dạ. Cho nên lúc mất nó bị cũng như bị nhân quả quả báo. Đúng rồi, nhân quả. Ở trên đời này nhân quả và quả báo nó chia ra rất là đều luôn. Ai tin trong nhân quả thì sống rất an nhàn. Còn không tin thì sống cực khổ. Đúng rồi. Vì vậy thì sư xin như là sư thay mặt tất cả như là sư cả cũng như vị sư ở đây khuyên mọi người nên tin vào chánh quả thứ nhất, thứ hai và nên giữ giới. Không giữ nhiều giới đâu, chỉ cần giữ năm giới cho trọn và cho lành là được rồi. Yeah.
Như thứ nhất là không ăn cắp ăn trộm, không sát sanh. Không sát sanh. Sát sanh này là động vật nhỏ nhắn gì là cũng không có sát sanh hết. Dạ, cũng là một sinh mạng. Dạ, mình có thể mình ăn chay những vật cũng được nữa. Dạ. Không sát sanh, không ăn cắp ăn trộm, không có tà dâm. Dạ. Không có được nói dối, cho dù mình nói dối, nói chơi hay là nói giỡn cũng không được nói luôn. Dạ, dạ. Dạ. Thứ tư là không có được uống rượu bia. Dạ. Hoặc là cái trái cây người ta ngâm rượu á. Dạ. Làm thuốc là gì cũng không được uống hết trơn. Cũng không được uống luôn. Dạ. Con nghe cũng nhiều vị sư nói cái mùi rượu á, yêu cầu ngửi mùi rượu cũng tội, nó không được ngửi. Không, ngửi mùi rượu thí dụ như mà cái nước đó mình uống, mình để vô trong cổ họng, mình biết là rượu mình nhả ra, không có tội. Dạ. Nếu mình uống rượu mình biết là cái trong cổ họng, mình biết là con mùi rượu mình uống vô là có tội liền á. Dạ. Cái đó người ta tính là từ trong cổ họng ra. Dạ. Cái đó là mình biết mà mình cố uống vô là mình cố tình. Đúng rồi, cố tình. Dạ. Hồi xưa sư cả của mình á, ông cũng có đi đám, rồi sau đó có Phật tử người ta cũng dùng cái chai C2 đó. Dạ. Mà ở đó nó có để rượu mà đâu có biết đâu. Dạ. Ông uống một ngụm rượu ông thật ra là dạ, mình không có tội. Dạ. Ông sư cả bị một lần. Dạ. Cái đó cũng như kiếp nạn. Dạ. Hay quá, cảm ơn sư. Dạ, dạ. Dạ. Hôm nay nghe sư kể những câu chuyện nhân quả quá hay. Dạ. Dạ, cảm ơn sư. Dạ. Dạ, chúc sư nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn sư năm nhiều. Dạ. Học tới 12 đó. Không, 11 rồi. 11 rồi, chứ học lớp 12 rồi, đây chết cũng chôn, bây giờ cuối cùng chút xíu. Nhưng rồi. Mà tự nhiên mà mình còn 300 năm nữa là chôn đó. 300 năm nữa chôn à. Tức là mình không bị bệnh gì hết mà tự nhiên mình không bị mất. Không có bệnh dịch kinh phong á. À, bị Parkinson á. Đúng rồi, Parkinson. À, nghĩ ra khỏi rồi. Dạ, dạ, hết xa rồi, vô chùa tu hết luôn. Tu giờ là hết bệnh luôn. Dạ. Dạ. Và cơ thể mạnh khỏe không có bệnh. Bây giờ là quay lại là một thợ hồ xuất sắc luôn. Vì từ ruột của bà thượng á. Tụng kinh ấy, nói gì kinh Phật khen là sư khen luôn đó, bà thượng khen á. Rồi, nào ok, bọn con tham con chôn mơ đẹp hết đi là mời vô. Cái đoạn bữa nãy người ta ở ngoài Hà Nội với Sài Gòn đó quý vị, để vô tới đây để viếng chùa Tà Bà. Là cái đoạn bữa nãy người ta nói chưa đứng nói chuyện đó. Ở bên đây là cái nhà mồ của sư Hòa Thượng đã xây sẵn vậy đó quý vị. Thì trong đó có cái hàng, cái hòm đó. Đây là tượng Phật Thích Ca, có thắp nhang chưa em? Mà xá rồi. Tượng Phật khó biết lớn, 3 mét mấy. Tượng Phật nằm. Hả? Ông sư làm việc hả? Ông sư làm việc tiếp rồi. Ở đây là con rừng luôn nè. Nội xây cái bờ đá này nè, biết bao nhiêu nó đá nó dưới xi măng nó quý vị. Còn là những cái kiến trúc ở trong này xây thường rồi này kia là sư cả thiết kế làm không đó. Là ông Hòa Thượng chùa Tà Bà quý vị. Bên đây cũng vậy nè. Xây nguyên cái vách tường xuống dưới cả chục mét thôi. Đổ cột tròn không à. Sư nhỏ chắc này làm việc tiếp nè. Cũng gần tới buổi cơm trưa rồi quý vị. Cái ngôi hai ngôi mộ đó bữa hổm người ta lấy cốt. Bữa nay đã dọn dẹp cho sạch. Bữa nay đã dọn dẹp cho sạch. Cái đó anh ta dọn chỗ lấy cốt không cho sạch hả sư? Dạ. Rồi thí dụ như sau này có người ta mà mất nữa, anh ta lại chỗ đó anh ta chôn nữa được không sư? Được, cũng sao? Dạ, bình thường hả sư? Bị người ta chôn, thường thường con thấy ở chùa người ta chôn ở trên mặt đất không? Dạ. Chứ anh ta không có đào ở dưới. Ông này là ông gì hả sư? Ông này như là không biết đâu, người này đã gọi là gì á.
chặn đường Thái Tử Thích Đạt Đa để mà đi tu á dạ. Dạ. Ổng như là Ngu Mô Vương vậy đó. Dạ, yeah, ông này cũng như là Mã Dương. Đúng rồi, Mã Dương á. Dạ. Yeah. Mã Dương cũng như là cản trở không cho mà Thái Tử đi tu. Dạ đúng rồi. Dạ. Yeah. Nhìn mặt ông thấy ghê không? Như coi thì đó con nghe sư nói có một chuyện là ví dụ như mỗi một năm như vậy là chùa mình tổ chức ngồi thiền 3 ngày hả sư? 10 ngày lận. 10 ngày lận. Đúng rồi. Là ngồi trong đó là không có ăn không uống gì trơn hả sư? Không, có ăn có uống nhưng mà ở đâu người ta giữ tới 8 giờ đó ngồi thiền á. Dạ. Yeah. Ngồi thiền người ta sẽ che hết không có thấy ánh nắng mặt trời luôn. Tối hù luôn hả sư? Tối hù luôn. Rồi mình ngồi ở mà nhà mình có sẵn cái đồ đạc, có một tượng Phật rồi một cái hay bà la thì bà say ở đó rồi có đốt nhang được gì đồ đặt một thùng vậy nè. Yeah. Rồi nước uống ở để ở dưới rồi sau khi mình uống nước mà tới giờ dùng cơm thì người ta đánh càng là mình dùng cơm xong tắm rửa chút xíu vô ngồi tiếp dùng, ngồi tiếp. Yeah. Ngồi tối ngồi luôn tối ngồi từ mười giờ mười một giờ mới nghỉ. Yeah. ngồi vậy thì dụ như mình có một vị người là vị ta cha. Yeah. À, cha đó là ông là người dẫn đầu á. Yeah. Là ông sẽ cho tụng kinh như là niệm Phật mà ít ngắn xỉu à. Ông niệm Phật sau đó mình tụng kinh mình niệm gì nghĩ sợ thì mình như là mình nhắm mắt lại á. Rồi sau đó sẽ có thấy ánh sáng. Yeah. Ánh sáng như là hào quang của Đức Phật á. Yeah. Ché lên tôi cũng có ngồi rồi mà ngồi tới một ngồi nghỉ ngồi á. Sư ngồi không nổi hay sao là không phải ngồi đâu ngồi mình ngồi rồi là nghỉ ngồi hết ngồi. Dạ. Tại nó cũng hơi tốn kém chi phí á. Dạ dạ. Ý bộ ngồi đó bộ tốn chi phí nữa sư. Tốn ngồi vậy thì mình phải kêu mấy ta cha rồi làm nấu nướng nó gì là người ta mình tiền mình hết trơn. Có Phật tử đồ này kia. Có mà cũng là mình là người kêu hộ vào làm rồi sau đó mình cũng có cúng dường cho ông ít. Dạ. Yeah, yeah. Vậy là ngồi thí dụ như ngồi là che kính là ở trong phòng hay là ở ngoài này chứ? Ở trong phòng nhưng mà che không có thấy một chút ánh sáng không có luôn. Ánh sáng của sáng, có không? Sáng giống như tối giống như trưa vậy đó. Dạ. Yeah. Không có ánh sáng gì hết trơn. Che không thấy gì hết trơn. Nhưng mà ngồi tới giờ cơm thì sư vẫn đi dùng cơm bình thường. Không, cái đó người ta sẽ có một cuốn tập. Rồi sau đó người ta sẽ ghi kinh rồi sau đó mình ngồi để một khoảng thời gian nào đó mình tụng kinh tụng nhìn như mình thấy ánh sáng gì đó. Yeah. Mình thấy gì mình cũng phải lên rồi nói với chị tà cha cho biết là mình ngồi thì mình thấy gì nè rồi sau đó ổng thì giống như là đúng trong cái cuốn sách thì đúng còn không đúng là ổng sẽ cho ngừng cho. Yeah. Xem cái khác lại vậy đó. Dạ. Rất là hay luôn. Cái này là chuyện này lợi là linh thiêng lắm, có người tin có người không tin đâu. Dạ. Yeah. Yeah. Nhưng mà đối với sư khó. Là sư tin á. Yeah. Này ở đây như khoa học cũng không thể nào chứng minh được nữa. Con cũng có nghe rất nhiều mấy vị sư ở bên Tịnh Biên đó. Yeah. Cũng có nói về việc này á. Yeah. Mà có người ngồi đi mấy ông là đi tới Mỹ luôn á sư. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Mà muốn đi đâu đi đó. Nhưng mà cái đó là tùy tâm tùy phước của mình thôi. Dạ. Yeah. Nhưng mà ngồi tới cái giờ đánh cản là sư ra dùng cơm bình thường hả sư? Đúng rồi, dùng cơm bình thường nhưng mà mình không có được trò chuyện với ai, chỉ có ngồi dùng cơm xong thì tắm rửa sạch sẽ hết trên dưới trong phòng ngồi nữa. Dạ. Không có được trò chuyện hay là nói này nói nọ là dạ, nó mất. Dạ. Như là mất đi cái tâm trí của mình là nó lâu lắm mới ngồi được lại. Dạ, bởi vì mình đang thiền đó. Đúng rồi. Cho nên mình không có nói chuyện được. Không có nói chuyện. Khó lắm. Dạ, nhưng mà phải có mấy ông à cha mới được hả sư? Đúng rồi, có ông cha. Yeah. Hồi xưa có ông à cha gọi là ta có nó ông là hay lắm giỏi lắm luôn. Yeah. Bây giờ ông mất rồi mới nhường cái người như là cho ông cái tiếp gì đó. Yeah. Mấy ông à cha trong như mấy ông à cha ở đây là giỏi ông không? Ông mà thấy lùng á. Yeah. Cũng giỏi lắm á. Dạ. Ông có là người là giống như bậc chân tu vậy đó. Ông đó giữ giới giống như sư vậy đó, không có dùng cơm đâu. Dạ. Yeah. Thì nãy con gặp ông ở sao nè? Dạ. Yeah. Buổi chiều từ 12 giờ trở lại ông không có dùng cơm đâu. Dạ. Chỉ có dùng mà sáng với trưa thôi á. Yeah. Như vị sư vậy là ổng cũng như theo như các vị sư luôn. Đúng rồi,
Ông không dùng cơm đâu. Yeah. Giờ ông không có, ông chỉ có, hồi xưa ông chỉ có ở chùa thôi. Yeah. Tại giờ ông ở ở nhà lại đó, do ông bị bệnh. Dạ dạ. Vì ông lớn tuổi rồi. Đúng rồi. Năm nay chắc ông cũng cỡ 60 ngoài 70 đó sư. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn sư. Chùa Tà Bà đang xây dựng cái nhà tăng nha quý vị, hơn 2 năm rồi mà chưa xong, thợ đang làm được có 2 em thợ mới hỏi mà sư cả nói không có thợ nên làm hơi chậm, làm cái nóc quá đẹp quý vị ơi. Nhà thăng này là sư cả tự thiết kế làm luôn đó quý vị. Ông cũng như là một vị kiến trúc sư giỏi. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu quý vị xem thấy hãy like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ cho kênh mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều quý vị. Cái nhà mát này là sư xây hồi năm ngoái nè, để làm lễ đồ này kia quý vị.